Lần trở lại phường Tân Phước thăm và hỗ trợ bà con nghèo nơi đây, ekip chương trình đã ghé căn phòng trọ của chú Lê Thanh Long. Trong câu chuyện, chú Long chia sẻ, chú từ Sóc Trăng lên phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ mưu sinh đã mấy năm rồi. Ở cái tuổi ngoài 60, xa quê hương ở thuê ở trọ rất bấp bênh, nhưng vì mưu sinh kiếm sống phải chấp nhận. Cũng vì ở dưới quê không có đất cấy trồng, chỉ đi làm thuê làm mướn nhưng ít việc. Trong khi đó vợ chú lại bị bệnh, cần tiền để chữa trị. Nên theo lời giới thiệu của người quen, chú đã lên đây xin làm bảo vệ, mỗi tháng cũng kiếm được ít đồng lương. Có thể lo cho bản thân chú vừa gửi về để vợ ở nhà chữa bệnh. Mấy tháng qua, do dịch bệnh Covid-19, công việc của chú cũng bị ảnh hưởng nhiều. Chú Long cảm thấy rất lo lắng khi chỉ còn không lâu nữa, cũng cận ngày Tết cổ truyền. Quê ở Sóc Trăng, thì gia đình thì cũng chuyên môn làm mướn, thì quanh năm suốt tháng, thì cho nên mỗi người con cái rồi cũng đi làm mướn nơi hết, thì tôi cũng đi làm mướn luôn. Thấy mình còn khỏe, mình làm được thì làm, tới đâu phải đợi con cái mà. Thì công việc thì cũng làm mướn đó, cũng vất vả, đi quanh năm suốt tháng cũng làm mướn. Thì mùa hạch thì có khi làm, khi không. Đó, khi làm được thì làm, còn tới động thì nghỉ. Không riêng chú Long, người lao động khắp nơi về địa bàn thị xã Phú Mỹ làm việc, mưu sinh, ai cũng có hoàn cảnh riêng. Nhưng họ chấp nhận vất vả, bươn chải với đủ nghề, chạy xe ôm, phụ việc quán ăn, buôn bán hàng rong, phụ hồ. Chỉ mong tìm được ít tiền công trang trải cho cuộc sống. Nhưng đó là thời gian dịch Covid-19 chưa bùng phát và diễn biến phức tạp. Từ giữa năm 2021 đến nay, dịch bệnh khiến mọi thứ khó khăn hơn, việc làm không có nên cuộc sống càng khó khăn gấp bội phần. Như chị Phan Thị Kim Loan ở Bến Tre lên ở trọ tại phường Tân Phước cũng đã 7-8 năm qua. Trước đây phụ cho một quán ăn, còn chồng chị thì đi làm thuê. Nhưng mấy tháng qua, các hàng quán đều tạm nghỉ do dịch bệnh, dẫn đến công việc phụ quán của chị cũng thất nghiệp theo. Hiện tại cuộc sống của người dân đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Nhưng do các hàng quán thu hẹp quy mô buôn bán, khiến chị Loan vẫn chưa tìm được việc làm. Hoàn cảnh dưới quê thì cũng gặp khó, hoàn cảnh cũng gặp khó khăn rồi hai vợ chồng lên đây đi tha phương lập nghiệp lên đây đi làm luôn. Rồi đi lên đây cũng đi làm mướn vậy đó. Đầu tiên thì đi làm hồ, sau này cái sức khỏe không có đó. Rồi giờ ổng đi làm bảo vệ. Tôi lên đây cũng đã mười mấy năm. Mà khi làm lụng, khi có công việc làm, khi cũng thất nghiệp, khi chứ không có làm được điều vậy đó. Rồi lúc nào ổng xả thì bệnh nữa. Bị bệnh rồi hai vợ chồng đều bệnh hết. Rồi khi khỏe thì được làm, khi bệnh thì đâu có làm nổi cả nhà. Tôi bị huyết áp với tôi bị bệnh tim đó, thành ra làm được nhiêu hay nhiêu à, chứ không phải như sức khỏe như mọi người khác. Phụ giúp quán rồi đó, rửa chén rồi dọn dẹp rồi cho người ta vậy đó. Mùa dịch cũng không có làm gì được hết trơn, ở nhà thất nghiệp 4-5 tháng vậy. Tại vì mình ở nhà trọ đó, rồi phải đóng tiền nhà trọ, rồi ăn uống này kia cái nọ, rồi cũng phải lo vậy. Nói chung là cũng nhờ mạnh thường quân đồ, người ta cũng giúp đỡ, người ta cho gạo đồ này kia cái nọ mấy tháng dịch đó. Rồi lây lắc sống qua ngày vậy thôi. Người dân, đặc biệt là những người mà xa quê làm ăn ở trọ thì ở phường Tân Phước là rất là khó khăn. Không những ảnh hưởng đến công việc làm ăn mà ở nhà rồi đủ thứ tiền phòng trọ rồi rất là nhiều vấn đề để quan tâm và lo lắng. Nhiều lao động bị mất việc trong một thời gian rất là dài. Cuộc sống rất là khó khăn. Thì mong rằng sẽ có nhiều mạnh thường quân và sự quan tâm giúp đỡ. Chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đã trở lại thăm bà con ở trọ nơi đây. Thông qua chương trình, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã gửi hỗ trợ cho bà con những phần quà giúp người lao động xa quê vơi bớt khó khăn trong lúc dịch bệnh. Thưa bà con, chương trình trao quà hôm nay
sẽ gửi đến 25 hộ gia đình khó khăn, mỗi hoàn cảnh là 200.000 đồng tiền mặt và cũng như là 10 kg gạo và một phần nhu yếu phẩm. Chương trình hôm nay nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân như nhóm cội nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ủng hộ 2.500.000 đồng, cô Hôn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ủng hộ 1.000.000 đồng, gia đình của chị Hạnh ở Australia ủng hộ 2.000.000 đồng, chị Phan Thị Kiều ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu ủng hộ 1.000.000 đồng, nhóm Phúc Duyên ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức ủng hộ 2.500.000 đồng, đoàn thanh niên đường ống khí Nam Côn Sơn ủng hộ 1.000.000 đồng và cùng những phần quà của nhóm từ thiện Thiện Tâm ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Thì sau đây xin mời bà con lên nhận quà. Thời gian dịch bệnh này nói chung là coi như là cũng khó khăn trong vấn đề đi lại, rồi coi như chúng ta nó cũng rất khó khăn. Thì đài truyền hình có lòng giúp cho bà con dân vậy thì cũng rất vui mừng và cảm ơn cho đài truyền hình. Dạ, có những phần quà này em cảm ơn, giúp đỡ cho gia đình chúng em là cảm ơn lắm. Dạ, em rất mong là cho mình hết dịch bệnh đi là ổn định lại là cuộc sống cho bà con mình chúng đây. Rất khó khăn quá rồi. Thưa anh, thì hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã quay trở lại với phường Tân Phước chia sẻ cho các hộ gia đình ở trọ khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid. Thì anh có những cái lời chia sẻ như thế nào? Đối với địa phương phường thì hôm nay rất là vui, vì đó là một cái niềm động viên lớn cho bà con nghèo, đặc biệt là những bà con nhà trọ. Qua chương trình Kết nối yêu thương mà Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó về để đã gửi những phần quà đến cho những bà con trên địa bàn phường một lần nữa, thì cũng thay mặt cho địa phương, thay mặt cho bà con rất chân thành cảm ơn chương trình Kết nối yêu thương, cũng như cảm ơn các nhóm thiện nguyện đã cùng chung tay đồng hành với chương trình đem những phần quà đến cho bà con nghèo, đặc biệt những bà con ở trọ do ảnh hưởng của dịch Covid. Qua cái chương trình này, bà con lại thêm một chút nữa ấm lòng hơn, vượt qua những khó khăn cho những cái đợt dịch đang diễn biến phức tạp hôm nay. Hỗ trợ cho các hộ nghèo xa quê ở trọ tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, hội nhóm từ thiện và doanh nghiệp.